Hello, xin chào mọi người đã quay lại cái video kế tiếp của shop em dụng cụ nhật.net. Do mấy hôm nay nó cái sức khỏe nó không được được tốt nên nó hay ra hàng ít hàng và có một số tin nhắn là em không có trả lời hết á. Những cái nào mà em không có trả lời tức là những cái sản phẩm đó đã bán rồi. Hiện tại là khá là nhiều tin nhắn nha mọi người. Em không phải tiết kiệm tiền đâu nhưng mà nó thực sự là nó tốn kém thiệt. Nó một ngày nếu mà mình chịu trả lời tin nhắn á, là cả 100.000 hơn luôn á. Để cho mọi người xem nè. Hiện tại có một số cái là mình chưa có trả lời luôn á. Chưa có trả lời nè. Nó còn rất nhiều tin nhắn nè. Tin nhắn những cái nào đinh đậm là mình chưa có mở ra coi nữa. Chưa có mở ra coi vì bởi vì á, những cái tin nhắn này á là những cái sản phẩm mình bán rồi. Cho nên là mình đã không có trả lời, em đã không có trả lời những cái tin nhắn tại vì quá nhiều. Mọi người thấy không, nó tại vì khi mà mình lúc mà lên video á, mình sẽ nhận tin nhắn xong rồi qua một lượt á, sẽ còn sót lại một vài mã đó. Cái em search trên này nè, search trên này nếu mà không có cái mã đó là tức là chưa có một số cái khách chưa đặt á, thì em sẽ là những cái nào mà sạch mãi vô mà có khách đặt thì mới ok, còn những cái mà không có là những cái tin nhắn mà anh em mà đặt trùng hợp á, trùng với nhau á, thì mình không có trả lời được. Quá nhiều, rất là nhiều tin nhắn cho nên trả lời không xuể, trả lời hết thì nó rất là tốn thời gian nhiều lắm, tại vì mình làm cá nhân mà cho nên là mỗi ngày nó nhiều việc để làm lắm. Vừa soạn hàng, bán hàng, rồi đóng gói, lên lịch, lên bill, tờ lơ hết. Làm cả ngày không hết việc. Cho nên mọi người thông cảm giúp em. Với phần em, mọi người, một số người nói em nói đăng chơi không có mua được. Tức là đăng cho có chứ không có bán. Đây mình để mình dẫn chứng cho một cái. Dẫn chứng một cái để cho mọi người xem. Ví dụ như là cái 9301 này nè. 9301 nè là một cái cây kìm cắt của Nibet á. Nibet mà hôm bữa anh em hỏi khá nhiều tin nhắn luôn nhưng mà nó chỉ có một cây thôi đó, tin nhắn anh em thấy không, chỉ có một cây thôi. Làm sao mình có thể là ấy hết thì được, mình rất là muốn là bán hết tất cả những cái anh em trên này luôn á nhưng mà không có để bán. Đây nè, chỉ có một tin nhắn của anh này, tức là anh nhắn tin trước nè, nó 9301 ok nè, của anh gì ở Đồng Nai đó. Ảnh hay mua, gửi của ảnh mua chắc cũng lần này lần thứ 10 luôn rồi đó. Cả gửi là 10 lần, 11 lần vậy rồi. Nè, mình ok nè. 9301. Chứ không phải là mình đăng lên cho có. Tại vì mình đâu có thời gian nhiều đâu mà để đăng lên rồi để cho mọi người xem chơi. Mình đăng lên là mục đích để bán hàng. Đó là có một số cái mã anh em không có mua. Sẽ còn có những cái mã là quá nhiều người mua, giá nhiều người hỏi cho nên là đâu có còn để mà bán. Ví dụ một cái nè, một cái thôi. Ở đây nó có một cái mã kìm bấm cót, ở kìm bấm nè, 1367 này. Hiện tại là mình gạch đã hết trơn cái những cái mã trên này. Thế là những cái video này mình đã gạch hết này, còn lại một cái mã 1367 nè là chưa có ai hỏi luôn, chưa có ai hỏi. Kìm bấm nè, kìm bấm Đài Loan Trung Quốc vậy, không ai hỏi chẳng. Còn những cái mã này thì anh em hỏi nhiều nên là khi mà anh em hỏi trễ thì nó hết rồi. Rồi mình giải thích cũng cho anh em hiểu để anh em thắc mắc hoài nói mình nó quan cho mình là mình cứ quay video lên là hết, quay video lên là hết mà không có bán được, ủa không có mua được, tức là chỉ là quay chơi, đâu có cái khóc đâu mà quay chơi. Rồi ok, bây giờ mình lên cái video kế tiếp đó. Thứ nhất là cây kìm, ủa cây cưa. Cây cưa sắt khung nhôm của Sunvik Thụy Điển. Đây, Reston, rất là dày. Nó dày nhưng mà nó ngắn là nhẹ. Nó làm từ nhuần nhôm cho nên nó nhẹ, cái khung nó nhôm nó nhẹ, nó đúc khối nguyên khối này luôn. Thì cái cây này mình bán với giá 170, mã là 1663 với giá 170. Mọi người lưu ý là những cái khung cưa mình bán ở đây là nó so với thị trường, những cái khung cưa mà ở ngoài mình ở đây mình bán thị trường ngoài bán thì nó ngắn hơn và chỉ sử dụng những cái lưỡi cưa của nội địa Nhật, và lưỡi cưa nội địa Nhật thì mà ở đây mình có bán
Cho nên là cái khung cơ bên ngoài thì nó dài hơn, và lưỡi cưa bên ngoài bán nó cũng có lưỡi dài chứ nó không phải là lưỡi ngắn nữa. Đó, mọi người lưu ý cái chỗ này. Rồi cái này mình nhắc lại là bán giá 170, mã là 1663. Rồi cái đến là cái chia góc Sinh Hoa. Ở đây nó là thép không rỉ nha. Cái kích thước của nó thì bề ngang của nó là khoảng thép không rỉ, nhưng mà cái này nó không được dày cho lắm. 35 chiều ngang này là 35 cm, và bề chiều lên này nó là 26 cm, và nó chia góc ở đây, nó có góc có vạch rõ ràng nè. Đó, bao nhiêu độ để anh em làm mộc. Rồi cái cây này mình bán với giá 280, mã là 1655, với giá là 280.000. Cái này thì nói chung là nó bằng thép không rỉ, nhưng mà cái độ dày thì nó không có phải là dày cho lắm, nó chỉ mỏng thôi, nó tầm tầm cái này tầm 1 ly mấy à, tầm 1 ly mấy chứ không được 2 ly. Rồi cái đến là cái bộ vít tự động tự, phải không à, của tự động xoay 2 chiều, nhưng mà made in Đài Loan, made Đài Loan. Cái bộ này thì nó là Đài Loan, là đa số luôn, thì như là Đài Loan, Master One, Đài Loan xuất Nhật. Ở đây nó có, thì mình đây hôm trước mình cũng có bán rồi đó, hôm trước mình có bán rồi bộ này. Đây, nó xoay chiều và tự động 2 chiều, và nó có thể bẻ được như thế này, bẻ vuông góc để mình dặn 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 những cái đầu điếu như thế này nè. Rồi thì cái bộ này mình bán với giá 250.000, mã là 1647, với giá là 250. Rồi cái tiếp đó là cái bộ bộ dụng cụ rồi, búa vít, kìm và một cái mỏ lết và một số cái đầu vít. Cái này của hộp nguyên hộp này của IKEA. IKEA đây, IKEA IKEA thì cái này đó là mọi người cũng biết đó, IKEA của Thụy Điển, nhưng mà là made in China, hàng những hàng này made in China. IKEA thì nó chỉ có cái là nó một cái số cái sản phẩm nó đi độc lạ thôi, tiện dụng thôi, độc lạ tiện dụng, chứ nó không có chất lượng, giá nó rất là rẻ, giá rất là rẻ luôn. Tại vì nó gia công tại Trung Quốc. Nguyên bộ này mình bán với giá 250.000, 250 full mới luôn. Cái bộ này full mới ở siêu thị IKEA và ở các cái website này, như nó bán 300 306 307 gì đó, mình cũng không nhớ. Nói chung là bộ này mình bán với 250, mã là 1643, 1643 với giá là 250.000. Rồi ở đây là cưa gấp nội địa Nhật, cưa gấp dùng để cưa bonsai, cưa kiểng các thứ. Cái lưỡi này nó còn mới mới chưa sử dụng, chỉ nó bị xét, đây là do nó nè, để kho lâu á, nó bên ngoài này nó bị xét, khi mà gấp lại như này thì trong này nó không bị oxy quá, nó không bị xét, còn này nó bị bên ngoài nó xét. Cái chiều dài của cái lưỡi là 24 cm. Đó. Cái lưỡi này còn rất là bén. Cái này mình bán với giá 130. Nói chung là cưa thì nó tùy theo cây thôi. Mới cũ thì mình giá về cái chất lượng lưỡi, chất lượng ấy thì mình bán theo giá chênh lệch nó vài chục. Có khi thì 150, có khi thì 130, có khi 100, tùy theo cái chất lượng của cái cưa. Rồi, cái này mã là 1679 với giá 130. Rồi có một anh em, gọi lại mình không có nghe được này. Cái kìm baro IBS nội địa Nhật đây, mới chưa sử dụng luôn, mới full mới. Và cái này nó có cái lò xo, có lò xo đây, có lò xo tích hợp. Cái kích thước này kích thước to, kích thước của nó là cái này nó có sử dụng nhưng mà sử dụng sơ thôi à. Còn mới là mới 20 cm, tại vì nó có cái then đeo này là chứng là chứng tỏ là có người sử dụng rồi. Đây còn rất là đẹp, mới luôn. Cái này mình bán bao nhiêu vậy? 1300. Ba cái này như có mã nó giá 150.000 nha mọi người, 150. 150. Mày quên để giá. Rồi, mã là 1300 với giá 150.000.
ghi vào đây nó không quên. Rồi kế đến là gì nữa, đây là cái các ông đồng, các ông đồng ở đây thông bằng nhôm, và cái này thì mình nghĩ nó là đồ không xịn, đồ dởm, nói chung là sử dụng thì cũng được, sử dụng cũng bình thường, nhưng mà về nhìn cái chất lượng và cái sự trơn tru thì nó không có nhiều, nó không có nhiều, nên mình thấy nó hơi bị dở, mình cũng lưỡi nó còn nguyên nè, lưỡi nguyên và cái này nó không có bị gì hết nha. Đây tất cả đều đẹp mà nó hơi bị không được chất lượng, mình cảm giác là khi mình cầm trên tay có những cái đồ nó rất cũ nhưng mà nó rất là trơn chu, rất là những cái đồ xịn nó rất là trơn chu, còn cái này nó mới nè, nó mới nhưng mà cầm lên và cái lúc mà thao tác làm như là nó không được trơn chu. Cái này nó mà nó cắt được 30 ly thì cái này mình bán với giá 100, mã là 1303 với giá 100.000. Rồi cái đến là một cái mỡ bugi, mỡ bori của hiệu Amon. Amon là thuộc của thằng Rick ấy, G-I. Đây là hôm trước mình có nói là Amon của hiệu công ty Amon, amon.co.cp. Cái này thì nội địa Nhật. Cái này nó mỡ bugi và nó có mỡ có kích thước là 6, 18, 21. Đó, mỡ 6, 18, 21 luôn. Là không biết xe lớn xe nhỏ vậy đó. Làm rất là đẹp, rất là 47 luôn. Nội địa Nhật. Rất là đẹp. Cái này mình bán với giá 130, mã là 1312 với giá 130. Rồi cái đến là cái hai cái lắc léo nữa nè, hai lắc léo mở buri nữa nè. Cái này thì thay vì cái kia nó là một cái chung, tích hợp chung. Cái này còn một cái mỗi cái riêng. Cái này thì nó không để xuất xứ nhưng mà nó cũng là nội địa đó. Nói chung là chất lượng rất là cao. Nó làm rất là đẹp luôn. Rất là đẹp. Cái này thì 16. Cái này là 16, con này là 21 nè. 21 nói chung là cái này nó làm để mở bugi nhưng mà không biết 21 này là bugi của cái xe nào, ô tô hay xe lớn không biết. Thì một cây như thế này 150, mã là 1302. 1302 với giá 150.000, 150. Mình sẽ ưu tiên cho những anh em là mua nguyên cặp này, mua nguyên cặp này nha, nguyên cặp luôn. Rồi mã là 1302 với giá 150, còn cái 21 ly á thì là 1301, còn này là 1302, 1302 là 16 ly, tất cả đều 150.000. Rồi thước thủy bằng gỗ, khung bằng gỗ chưa sử dụng, đây nó ngắn thôi, khoảng hơn một gang tay, hơn gang tay thì khoảng 20 ngoài đó. Cái này mình bán với giá 100, mã là 1693, 1693 với giá 100.000. Rồi đuôi chuột 21 26, hiệu MCC, MCC. Cái đòn này nó dài, cái cây này nó to, đòn dài. Hôm trước thì bán có mấy cây lớn đó, cây lớn mới, còn này cây này nó đã qua sử dụng, nó sử dụng nhưng mà quá là im cái chỗ này. Mình thích cái gì, cái đuôi chuột nó làm mấy cái này khá là chất lượng. Rồi cái này mình bán với giá 200, mã là 1680, 1680 với giá là 200.000. Rồi đến cái gì đây, đây mọi lết ở cái xà cây kích thước là 270. Xà cây này thì nó làm thủ công, nó không được như những cái xà cây kiểu đốt chiêu hay là những cái hình con gà đó thì nó không có bằng. Tại bên này nó cũng làm thủ công nhưng mà nó làm không có sắc sảo bằng cái cây đó. Môn full mới luôn, chưa sử dụng. Cái này bán với giá 100, mã là 1677, 1677 với giá 100.000. Kích thước là 270 ly, là 2 tấc 7 đó. Rồi đây là búa tạ. Xin lỗi anh em nha, có một số điện thoại, có anh em có điện thoại đến mình không nghe được do lạc lên đang quay video. Rồi ở đây là cái búa tạ, cái búa tạ mà ở đây có hai cây búa tạ đầu 1,3 kg cho một đầu. Đây hiệu Z nè, nội địa nha, như cái cây búa đen hôm qua mình có nói đó, búa đen nhựa đó. Mỗi cây là 1,3 kg. Nó thì là nó xấu nhưng mà tại vì cái này mình không có chà nhiều, chỉ là xịt cho nó bớt sét thôi, không có chà nhiều. Cán thì nó hơi xấu đi một chút,
26 đó, đầu 1 ký 3. Thì cái này mình bán với giá là 200.000 một cây, mã là 1725. 1725 với giá là 200.000 một cây. À, một cây như thế này. Rồi, một cái nữa. Rồi, đây. Đây là một cái cảo, cảo của thằng lobster, lobster. À, những cái cảo này thì thôi đi, nó bền vô đói luôn, bền vô đói. À, của thằng Sanki và Luffer thì nó làm những cái cảo này thì chất lượng rất là cao, rất là cao, rất là dày, dày lắm. Cái này thì nó 100ml nè, nó dày dữ lắm nè, dày một ngón tay luôn á. À, à, cái này nó nặng khoảng 1 ký mấy, 1 ký mấy, 1 ký gần 1 ký rưỡi, 1 ký 4 mấy, gần 1 ký rưỡi. À, thì cái này mình bán với giá là 250, một mã là 1667 với giá là 250.000, 250. Đó. Rồi, đây là cái thước cuộn Tajima. À, thước cuộn Tajima nội địa Nhật. À, ở đây nó 3,5 m và nó có cái căng thủy nè, căng thủy. Căng thủy ở đây tiện dụng cho anh em mang theo bỏ túi. À, ở đây nó có sử dụng rồi nhưng còn rất là đẹp. Để mình thử. À, những cái thước này á, nó không có, à, quên cái này nó hít, mình tưởng là nó là một cái loại dây thước mà thép không gỉ, thép inox, nhưng mà cái này không phải nha, cái này là vẫn hít bình thường. À, cái này nó có căng thỉ như thế này. À, và nó chiều dài của nó là 3,5 m. À, nó có khóa đây và cái này nó có sử dụng rồi. Thì cái này bán với giá 130, mã là 1650. Cái đuôi 0854 của anh em nào đó. À, mình đang quay cho nên là không có trả lời được. Rồi. À, ở đây là cái cần tê rất là làm rất là sắc sảo, nhưng mà mình không biết nó xuất xứ nó đâu, nó không để luôn anh em. Tại vì thường có một số cái thì nó để bên ngoài bao bì, tức là nó cái bao bì nó dính theo, nó sẽ để mấy Japan mấy gì đó, nhưng mà nó không để, để nhưng mà ở đây nó làm rất là, mình cảm nhận và mình cầm trên tay thì nó là hàng nội địa, hàng nội địa. À, nó là cần tê mình gắn, để gắn cho anh em gắn đầu vít, đầu vít ở đây, đầu vít đây. À, và cái này mình xây nè, xây được nè. À, cái này rất là tiện dụng, tiện dụng thì nó có cái nằm ở đây mình xây được nè. Thì cái này mình bán với giá là 250, mã là 1314. 1314 với giá là 250.000. Rồi, cái búa. Búa cái này cán nó quá xấu. Cán này nếu anh em có nhu cầu, có yêu cầu mình cắt bỏ đi, về anh em làm cái cán khác để cho nó nhẹ cái phí vận chuyển thì anh em cứ yêu cầu. Thật sự thì một cái búa này nó, cái cán này nó cũng nặng không nhiêu đâu. Cán này nặng, tại vì theo phí ship gửi nó thêm tính theo 500g mỗi lần là 500g, 500g tăng lên, cho nên là cái cán này nó cũng không tới 500g, nó cũng không ảnh hưởng gì phí ship. À, cái đầu búa nó, thí dụ đầu búa ship 30 thì có cán vô nó cũng là 30, nó là như vậy. Rồi, à, cái này nó cả cán và đầu búa luôn là nó nặng 600g, 600g. À, và cái kích thước đầu búa nè, chiều ngang nó, chiều dài nó là 14 cm, và cái đầu búa ngang cái này là được 28 ly. Đó. Còn đẹp. Thì cái này mình bán với giá 150.000, 150, mã là 1727. 1727 với giá 150. Rồi. Kimaro, Kimaro lobster. Kimaro lobster, kích thước của nó cũng là 200 ml. Đây. Cái này nó đã qua sử dụng. Qua sử dụng hơi bị gãy sét. Lobster. À, cái chỗ cái kiểu dáng của thằng lobster nó làm nhiều cái cũng thật là làm rất là đẹp, làm rất là ngộ, nhất là cái logo của nó làm rất là lạ. Rồi, cái này mình bán với giá 120, mã là 1324. 1324 với giá 120. Rồi, cái đến là gì nhỉ? À, nếu là cái thì nó cũng luôn không được kìm nữa. Rồi, đây, Molest Senkei, nội địa Nhật, Senkei nè.
ở Mercedes-Benz, anh em cũng sử dụng, mà xem nhiều video của mình sẽ biết được những cái thương hiệu mà nó của nội địa Nhật, cái nào là của Nhật. Có một số cái như Asahi gì đó là không phải là nội địa đâu, chỉ là công nghệ thôi chứ không phải là nội địa. Rồi cái này là 1653, mã là 1653 với giá là 230, kích thước là 200mm, mới luôn, chưa sử dụng. Cái này nó mở tối đa là 27 ly. Rồi bán với giá là 230.000. Rồi kìm bấm và tuốt dây điện. Cái này tuốt nè, cái này tuốt dây điện của Hozan. Cái này kích thước của nó là 2.0, 1.6, 1.6. Đó, ở đây nó có 3 đầu, ở đây có 2. Ở đây có 2 luôn. Đây thì tuốt nhỏ hơn, 1.6, 2.2.5 của Hozan. Hozan là từ Nhật. Đó. Cắt. Cái này mình bán với giá 200, mã là 1299. 1299 với giá là 200. Kích thước của nó khoảng một gang tay á. Rồi cái này của VSL mới, chưa sử dụng luôn. Chỉ có thiếu bao bì thôi. Thì cái này mình bán với giá 200, mã là 1304. 1304 với giá là 200. Rồi, đây là cái mũi do dùng cho anh em do ống các thứ, nông ống do, hoặc là do làm gỗ, làm mộc. Cái này nó không có xuất xứ nha bà con, không có xuất xứ. Cái này nó làm cái thiết kế hai cái chỗ lõm này nè, hai lõm đầu lõm này để nó thoát phôi nhanh. Cái này để mình đo cái đầu thước kẹp, mình để phía bên dưới rồi để có mình đo được. Nói chung là nó cái này ở phía dưới này nó khoảng tầm khoảng 5 ly. Đầu lỗ này nè, 5 ly, lên đây nó khoảng 16 ly. Đoán thôi. Cái này mình bán với giá 100, mã là 1313, với giá là 100.000. Rồi kìm cắt Hozan. Hozan. Ở đây làm như cái thùng này nó chỉ có mấy, nó nguyên bộ của Hozan luôn á. Kìm cắt tuốt dây điện Hozan kích thước 150, đã qua sử dụng. Đây. Tức là nó bị nhâm nè anh em, bị nhâm một chỗ hai chỗ này nè. Bị nhâm nhẹ thì cái chỗ này nếu mà nhâm nhẹ này mình cắt những cái dây điện mà cắt ngoài dây điện nhỏ nó sẽ không đứt. Nó sẽ đứt, không đứt cái chỗ đó, nhưng mà nó có những cái dây lớn thì nó cắt ok thôi. Nè, tức là nó sẽ không đứt một hai cộng. Cái lõi nó sẽ không đứt một hai cộng vì nó bị nhâm hay nhâm chút. Rồi cái này mình bán với giá là 120, mã là 1713 với giá 120.